Rồi dưới quê lên Cần Thơ cái chưa biết gì trơn, cái tự nhiên ổng của em luôn, dính luôn chứ chưa quen ai hết. Rồi sau 6 tháng đó còn lén lút không hay là công khai luôn? Vẫn cứ gặp chừng khoảng 10 phút 15 phút. Cái đó là bước 1 thôi, là lén cậu thôi, còn khi mà biết rồi, gia đình biết rồi, gia đình cũng không chịu ngăn cản, không có cho phép đến với nhau, cho nên là kéo dài 5 năm luôn. Mà 5 năm trời mà em vẫn kiên trì mà đeo đuổi. Đeo theo tới cùng. Anh đâu có nhã đâu. Em có một cái này rất là may mắn nè. Các cậu của bà xã thì lại rất là cưng thương, thương em cực kỳ. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ. Cô dâu đẹp gái quá vậy. Dạ em cảm ơn chị. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Đặng Hoàng Tâm, năm nay mình 44 tuổi. Mình đến từ Cần Thơ. Em tên là Kim Châu, năm nay em 34 tuổi, nhỏ hơn xã 10 tuổi. Nhỏ hơn đúng 10 tuổi luôn. Đúng 10 tuổi, dạ. Châu làm công việc gì? Em ở nhà kinh doanh, mua bán điện thoại và laptop. Dạ, kinh doanh tại nhà. Còn anh Châu là làm nghề gì? Thì cũng kinh doanh tại nhà anh Thuận. Là hai vợ chồng là cùng... Hai vợ chồng mở cửa hàng mua bán điện thoại laptop. Và hai người ở Cần Thơ lên, đúng không? Cần Thơ lên. Cảm ơn quá, dữ lắm luôn á. Phải nói là có những cặp vợ chồng mà thưa quý vị đi lặn lội từ xa xôi lên đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Đến với chương trình Vợ Chồng Son là ai ấy cũng đều tươi cười như thế này. Thì thay mặt chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn cặp vợ chồng của Tâm và Châu. Khi được mời tham gia chương trình Vợ Chồng Son thì cái cảm xúc của em như thế nào? Nói chung là em vui lắm, em nhận lời liền luôn. Em chưa hỏi ông xã luôn, em quyết định luôn á. Bà xã gọi nó, anh ơi cái có chương trình Sài Gòn nào, giờ em quyết định liền luôn, không cần anh gì hết trơn. Vậy đó. Cái nói chương trình gì vậy, cái nó chương trình Vợ Chồng Son, cái nó ủa mình cưới 10 năm mà nghe bà xã. Đó. Nó nói 10 năm. Âu cái cặp của tụi em á, tức là cái số này là cái số đặc biệt, là dành cho những cặp vợ chồng mà không phải son về mặt thời gian, mà son là trong cuộc sống á. Em hiểu không? Tức là đã lấy nhau lâu, cái cặp vừa rồi là người ta tới 19 năm lận đó. Cái cặp trước tụi em á ha. Tụi em là 10 năm hả? Dạ, lấy nhau là 10 năm rồi đúng không? 10 năm đúng rồi anh. Rồi quen nhau là bao lâu? Dạ 5 năm. 5 năm. Đó, 15 năm. 15 năm. Ở bên họ cặp Phúc Phượng hồi nãy là 19 năm. 19 năm. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình là mời hai bạn kể cho chương trình biết là hai bạn lần đầu tiên quen nhau như thế nào. Mà sẽ kể đi. Đầu tiên á là khi hai em biết nhau là em bán cửa hàng điện thoại cho tiếp cậu em. Anh chồng em mới ghé cửa hàng đó mua điện thoại rồi gặp em, nhưng mà không biết làm quen bằng cách nào hay sao đó. Em nghe anh nói lại là làm bộ thử gọi điện thoại qua với nhau để cho biết được cái số. Rồi khi đó không có làm quen liền mà về rồi 3-4 ngày gì đó rồi đi công tác. Rồi lúc đó rồi nằm ở khách sạn buồn nhớ lấy điện thoại ra mới nhắn tin gọi điện để làm quen với em. Thực ra thì công việc hồi xưa em làm tiếp thị, em làm đi tiếp thị mà bên dược phẩm. Em đi 3 ngày sau em đi công tác ở Trà Vinh thì tối ngủ một mình cũng hơi buồn. Nên là nhớ lại 3-4 ngày trước là mình có gặp một cô bé như thế. Cái máy gọi, gọi nhiều lần lắm mới được. Thì gọi được thì cũng hỏi, không biết hỏi gì chứ, hỏi em tên gì, rồi hỏi anh là ai mà anh gọi tôi, hỏi mà anh hỏi vậy? Tôi kỳ vậy, tên gì rồi này kia, giống như điều tra lý lịch. Cái đó em không nhớ hả, anh mua cái điện thoại ở cửa hàng em 3 ngày trước nè. Rồi lúc đó thì nhớ như là bà xã cũng trả lời là tuổi còn nhỏ lắm. Anh đừng có chọc em, cậu em khó nữa. 3 tháng sau thì tụi em mới chính thức nhắn tin. Trong thời gian đó thì cũng nhắn tin được một vài lần, trả lời một vài lần. 3 tháng sau tụi em mới xin cổ để hẹn được. Nhưng mà hẹn thì giống như là đi thăm bảy vậy đó. Gặp cái đi liền chừng 5 khó phút. Đi lắm, trốn cậu để đi nói là làm bộ đi mua cái gì đó hay chạy giết về. Nhưng mà trong khoảng thời gian 3 tháng đó là em đã có ấn tượng gì về anh này không? Dạ em cũng biết nhớ mặt, tại vì lúc mà anh ghé cửa hàng á là lúc nào cũng đeo cái mắt kính hết trơn á. Mắt kính em không thấy được mắt gì hết trơn á. Em nói người gì đâu mà vô mua đồ mà không có đồ có mắt kính ra, mất lịch sự quá hà. Em không có ấn tượng tốt. Rồi nói chuyện thì hay le le cái lưỡi liếm cái môi nữa. Sau khi 3 tháng đó là gặp nhau lén lút như vậy, đến bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Nếu mà tính ra thì chắc cũng tròn 6 tháng rồi anh Thật. Em nói em yêu bà xã nhiều lần lắm mà bà xã không chịu.
Tại lúc đó em mới có 18, 19 tuổi à. Từ ở dưới quê, quê gốc em là Hậu Giang. Từ dưới quê lên Cần Thơ, cái chưa biết gì chân, cái tự nhiên ổng cua em luôn, dính luôn, chứ chưa quen ai. Rồi sau 6 tháng đó còn lén lút không hay là công khai luôn? Vẫn cứ gặp chừng khoảng 10 phút, 15 phút. Cái đó là bước 1 thôi, là lén cậu thôi. Còn khi mà biết rồi, gia đình biết rồi, gia đình cũng không chịu ngăn cản, không có cho phép đến với nhau. Bà cho nên là kéo dài 5 năm luôn. Mà 5 năm trời mà em vẫn kiên trì mà đeo đuổi. Đeo theo tới cùng. Anh đâu có nhã đâu. Em có một cái này rất là may mắn nè. Các cậu của bà xã thì lại rất là cưng thương. Thương em cực kỳ. Em cưới được bà xã là cũng nhờ các cậu nhiều lắm. Nhờ các cậu đúng không? Mà chị hỏi nè, trong lúc 5 năm mà yêu nhau đó, thì anh này chắc chắn hơn em 10 tuổi, anh phải lớn hơn em rồi. Cho nên là khi mà hung em thì chắc chắn là anh cũng biết cách hung rồi. Rồi có lúc nào mà ổng ngỏ lời mà có ổng dụ dỗ em đòi hơn vậy nữa không? Nói chung là cũng có chị, nhưng mà em vẫn không cho. Dạ, không cho. Lại gia đình em cũng khó vấn đề lắm. Đến ngày mà gọi là động phòng á, mà ở dưới quê hai chồng em không làm ăn gì được á. À, tại vì dưới quê em út được nhiều lắm á chị, rồi thêm cái nhà bách lá rồi kia gì đó. Cho nên là nghèo, là cưới xong mà nghỉ động phòng luôn đó, làm biến động phòng luôn. Không động phòng luôn. Ừ. Anh ấy không làm ăn gì được hết, cho nên là anh xin mẹ lên qua ngày hôm sau lên Cần Thơ liền luôn. Coi như là lên đi làm. Rồi, em nhưng mà cái lần đầu thôi chị hỏi đi. Tò mò em tò mò á. Đêm nó nôn không? Dạ cũng nôn chị. Nôn hả? Mà cũng thích không? Dạ thích. Phải thích thôi chứ. Phải thích thôi chứ. Thôi ơi, cái quê mà đúng không? Rồi giờ hỏi trai quê nè. Thế thì cái đêm thứ hai á, như chắc bần thần không có làm ăn gì được đúng không? Không biết nói gì sao giờ nữa. Nhưng mà thật ra rất là thích. Tại vì mình được bà xã tốt, mọi thứ nó đều tốt đẹp hết. Và nó nguyên vẹn hết. Nói chung là hạp đúng không? Nguyên vẹn hết. Hạp hết đúng không? Rồi bây giờ hỏi và tụi em vẫn yêu như ngày mười mấy năm về trước. Đó, như vậy là son đó. Thì chắc chắn không có tật xấu gì đâu, đúng không? Về ở chung có tật xấu gì không? Coi chương trình này dạ chắc cũng có cái chị. Phần này lắm đúng không? Đâu kể cho anh nghe coi những tật xấu của ảnh là gì. Cái tật xấu của ảnh á là nói chung là lúc mà quen nhau thì em đã phát hiện một tật xấu rồi. Cái tật hút thuốc của ảnh hút thuốc nhiều lắm luôn. Lỡ gần là ngồi như gì là đã hôi vậy đấy chị. Hôi mùi thuốc. Mấy bao? Một ngày chắc cỡ gói á. Một gói cỡ gói rưỡi. Mà em có nói là giờ anh chọn em hay chọn thuốc? Ảnh nói là ảnh chọn em, nhưng mà chọn em mà cuối cùng cũng không bỏ thuốc được. Em phát hiện nhiều lần lắm luôn, nhưng mà hứa mà. Nhưng mà bây giờ bớt chưa? Bây giờ đã bỏ hẳn luôn rồi. Nghỉ luôn rồi. Ô, trời ơi hay quá. Không cho hôn. Em làm đúng vậy đó, đang muốn hỏi đó. Em làm điều gì để cho anh bỏ thuốc? Em nói là hút thuốc mà em lại gần, em đứng xa em nghe là em không bao giờ em cho hung. Hung bất kể hung ở đâu trên người em cũng không cho, không cho đụng luôn. Là bỏ từ khi nào? Cũng lâu rồi đó, là cũng chết lên chết xuống mấy lần. Trời, dứt nọc luôn đó. Dứt nọc. Dứt nọc được bao nhiêu năm rồi? Em tính chắc không, mới mấy tháng rồi chị Vân ơi. Mới em. Gần năm mà. Mới mấy tháng thì chưa dứt nọc. Nhưng mà lần này dứt rồi chị Vân ơi. À, khi mà cưới về á là em phát hiện ra là không phải nói không có xì. Em phát hiện ra là ảnh có một cái hôi trên cơ thể dữ lắm luôn. Đó là cái hôi chân của ảnh. Em xưa em mang giày dạ bị phong thấp nó hôi dữ lắm luôn. Em nói sao mà trong lúc mà quen nhau ha 5 năm á đâu bao giờ thấy bỏ đôi giày ra hay gì đâu. Em nói nếu như mà ha lúc quen nhau em biết ảnh bị chân hú vậy là em không có yêu ảnh đâu. Không, mà cái đó phải tật xấu đó. Là cái đó là ngoài ý muốn chưa chị, còn cái nữa là ngủ hăng ấy kinh khủng lắm. Cái đó cũng ngoài muốn luôn. Dạ. Cái đâu ai muốn ha. Em nói là hai cái tật đó là nói rồi mà không bao giờ mà hết được. Rồi bây giờ tới Tâm đó. Bây giờ cô gái này có tật xấu gì không? Bà xã em thì có một cái là dữ lắm. Dữ à? Chỉ có em sợ con cái đó thôi. Mặt này hiền lắm mà không biết hung dữ con em gì. Hai đứa nào cũng nói vậy luôn. Em hiền với mọi người nhưng mà em dữ với chồng chị. Nhưng mà mỗi lần mà cự cãi nhau đó là em thua. Thua không? Năn nỉ không? 10 năm mấy năm mình năn nỉ rồi. Có bao giờ em bị nhéo, bị nhéo rồi bị cởi áo được cái chị coi nó chạy. Có không? Có em đó. Không, nó khi lúc mà xả điên vào, lên đó chạy. Là em vào là chảy máu luôn á. Em xé áo đánh luôn. Thì đưa lưng vô đánh thôi nhưng mà bà xã thì có tính nóng tại vì mặn quả. Chỉ có một điểm đó là khuyết thôi, còn tất cả thì trong 10 năm qua em chưa thấy điểm nào khuyết. Như vậy là chỉ có mong muốn thay đổi là bớt cái tính nóng đi thôi. Đúng, bớt tính nóng và nghe chồng giải thích nói trước. Em, chị nói nghe nè, cái vụ mà nóng tính á. Dạ. Chồng em nói là đúng đó, em phải thay đổi. Em biết lý do tại sao? Khi mà
còn đủ yêu, đủ thương với chồng á. Chồng là vì chồng đang rất thương em, rất yêu em về mọi thứ luôn. Mình cố gắng mình giữ cái đó hoài, đừng có để là nó bị một cái tì nào đó, thì nó giống như là nước mà lắng phèn á, lắng phèn á, em không có thấy liền, nó lắng từ từ rồi cái lớp đó nó cứ dần đến một lúc nào đó nó quá, nó vượt cái ngưỡng rồi thì tự dưng á, nó mất hay. Em hiểu chị nói chung thì em hôm nay em sẽ ghi nhận cái đóng góp của anh chị với lại của ông xã em, là em sẽ cố gắng khắc phục. Thì đôi lúc em cũng biết là cái tính em nó nóng vậy là không có tốt, nhưng mà em chưa khắc phục được hoàn toàn, thì em qua chương trình này, sau chương trình này em sẽ cố gắng. Đó, hứa rồi đó, đó là cố gắng rồi đó. Rồi bây giờ cũng cần một cái lời hứa từ anh chồng nữa. Đúng rồi, đó. Vợ đã hứa vậy rồi thì cái vụ hút thuốc. Bây giờ cái vụ hút thuốc, bây giờ ông phải hứa làm sao mà trên chương trình luôn, là xong chương trình này rồi là bỏ luôn, tiệt nọc luôn. Đó. Em chắc chắn em sẽ bỏ. Tại vì em còn một cái điều mà em xin bà xã nữa. Gì nữa? Em nói với bà xã hoài, em nói bà xã xin con gái thì anh sẽ bỏ thuốc lá hẳn. Thôi đừng có nói anh bỏ đi. Bây giờ anh say vì nói cho em à. Bây giờ ước mơ của anh là có đứa con gái. Còn cái chuyện em có hay không có gì thì anh cũng vẫn bỏ thuốc à. Em đừng lo. Trời, động lực chấp liền. Chấp gì mình chấp trước động lực đó. Liền luôn. Thôi chúc cho các bạn ha, sẽ đạt như ý nguyện ha. Qua năm sau sẽ có một cô công chúa xuất hiện nha. Dạ. Dạ. Đẹp như mẹ luôn. Cảm ơn anh chị. Rồi, xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem họ mang đến những câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, chào hai em. Chào chị Hồng Vân và anh Thuận và khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Dương. Em làm nhân viên kinh doanh. Năm nay em 33 tuổi. Thế còn em, cô dâu màu tím. Dạ, em tên là Phù Kim Thúy. Em năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. 30 tuổi, à. Bạn này là 32. Dạ. Thế hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Bạn thân của em á, thì một cô thì đã vừa mới cưới chồng và một cô thì chuẩn bị cưới chồng. Em thì vẫn còn ở không. Thì hai đứa nó mới nói là sao mày không chịu quen ai đi, sao mày kén chọn quá. Em mới nói là có kén chọn gì đâu, cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi. Thì nó mới nói là nếu vậy thôi để tao tìm chú rể cho mày. Thì em mới nói là thì mày cứ tìm đi, được thì cưới luôn chứ không có quen lâu nữa. Cái nó mới nói là thôi được rồi, để nó về nó kiếm. Thì qua mấy bữa sau nó mới nhắn tin cho em, có anh này mới vô công ty, hơi lớn tuổi rồi, chắc cũng đâu sinh năm 79-80 gì đó. Em mới nói là cả tuổi tác không thành vấn đề, nói chung là hợp nhau thì quen thôi. Lúc đó mới hẹn nhau ra uống cà phê để giới thiệu. Thì lúc ra uống cà phê á, thì em ngồi em chờ một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Bắt đầu em nổi điên, em chửi, em rủa trong bụng. Em mới nói là con trai gì đâu mà chảnh chẹ, tác phong lề mề. Dạ đúng rồi, hẹn bạn gái ra uống cà phê mà lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cho bạn gái chờ đợi như vậy, em không có thích rồi đó. Nhưng mà nghĩ là đồng nghiệp của bạn thân mình cho nên là thôi gặp cho vui. Tới chừng mà bạn một tiếng em... sau tới. Đúng rồi, nhưng mà một tiếng sau tới là tại bạn em nó tới. Còn anh này là anh tới cũng trước đó một tiếng rồi. Nhưng mà hai đứa không biết mới gặp nhau. Trời ơi, kể một câu chuyện rất là dài. Người ta mà kể cho đúng rồi vậy đó. Kể chuyện rất dài. Tôi tưởng là anh này em xuất hiện, một tiếng sau này em xuất hiện mà lộn gút con quánh rồi. Ai dè, em xuống không la bạn này rồi. Ai dè hai người là cái câu chuyện nó đơn giản lắm, giống như hai người. Dạ đúng rồi, nhưng mà không mặt mặt nhau. Cái người này ngồi kế bên, kế bên này. Cuối cùng lỗi của bà Mai. Đúng rồi, đó là này. Hai người không biết mặt nhau đó. Nhưng mà rồi sao lúc mà gặp nhau thì thích liền không? Dạ không. Không hả? Chờ một tiếng đồng hồ mà gặp nhau là không thích liền luôn. Dạ đúng rồi, không hết, tại không ấn tượng gì hết trơn rồi. Không ấn tượng gì luôn hả? Dạ, tại vì gặp nhau lần đầu tiên là bị chửi xối xả rồi, sao mình ấn tượng nổi. Bạn này á thì bị chửi quá anh không ấn tượng, nhưng mà em có ấn tượng không? Dạ không, tại vì trong bụng đang rất là bực mình cho nên là cũng không có ấn tượng gì hết á. Nhưng mà hai người đã không có ấn tượng tốt gì về nhau, cuối cùng cũng đâm đầu vô yêu lại dính. Em cũng biết tại lý do tại sao nữa mà em đi xin số điện thoại chị. Em nhắn là cái lúc đó là xin số điện thoại luôn. Dạ không, em về nhà rồi một hai ngày sau mới xin. À, xin bà Mai. Dạ đúng rồi. Nhớ lại cái lúc cái miệng nó chửi có duyên quá đó. chửi nghe đã quá cái miệng bằng này có duyên lắm nè. Chửi nghe đã. Nghe đã đúng không? Có duyên. Ủa sau này lấy nhau về rồi bạn có chửi thường xuyên không? Dạ chửi chứ, nghe những cái sướng sướng tai. Những lúc phải chọc cho vợ chửi á, nghe nó vui. Tại vì ở nhà mà đôi khi mà nó im ắng quá, nó buồn. Dạ thôi thôi, chút nữa nghe chọc cho vợ chửi nè, với anh em mình không hợp nhau. Rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng 3 tháng.
coi như là quyết định là 3 tháng sau là quyết định quen nhau. Dạ, rồi quen rồi. Bao lâu thì mới là cưới? 3 năm. Trong 3 năm đó là có bao nhiêu sóng gió? Sóng gió thì không có nhiều anh. Em chỉ có cái em mê đá banh đồ này nọ. Chia tay người yêu cũ cũng gì đá banh. Ôi trời. Dạ, cũng sao? Tại vì người yêu cũ đá trong đội tuyển nữ hả? Không có ảnh dạ. Mê đá banh quá ảnh quên. Dạ không, tại vì em đi đá banh cái đuổi em đi chơi em không đi. À. Bực quá chửi em nói thôi về chia tay đi. À, thôi chừng ngày nay đi. Nhưng mà rồi em có bị tình trạng vậy không? Dạ không. Nói chung là ảnh rút kinh nghiệm đợt 1 rồi. À. Cho nên bớt lại xíu. Dạ. Bây giờ tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? À, được hơn 1 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ bé được 7 tháng rồi. À. Là vậy? Em ở bên chồng hay là ở bên em? Dạ, thời gian đầu tụi em ở bên vợ rồi bây giờ tụi em ở riêng ra. À, ở riêng đúng không? Ôi vậy hả? Lúc mà mới lấy nhau là ở chung với bên nhà vợ. Vợ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là sống riêng rồi. Dạ. Thời gian ở sống chung nhà vợ được coi như lâu không? Lúc vợ em có bầu 6 tháng là tụi em dọn ra riêng. Tức là chỉ ở lúc mà từ lúc cưới cho đến lúc 6 tháng thôi. Và trong thời gian 6 tháng đó thì có hòa hợp không? Lúc mà em sống ở bên gia đình vợ thì em sống cũng bình thường, chứ nói chung là mẹ vợ em rất là đứa thương con cái, cho nên mọi thứ là mẹ vợ em lo hết. Mà mẹ vợ em có thương em hơn vợ không? Có nhiều cặp vợ chồng vui lắm, mẹ vợ đứng về phe con rể. Đúng rồi. Chung là em thấy mẹ vợ em hết thương con cái lắm. Mọi thứ đã lo hết rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà tí dụ gì nè, cái lúc mà em ở nhà mẹ vợ á, nhiều khi hai chồng cái lộn phải ghét á. Rồi em có biểu hiện ra luôn cho mẹ vợ thấy không, hay là em phải giả bộ em ăn gì chưa? Có đó, em cái à, trường hợp có, đó có trường hợp đâu thì đúng rồi, hai chồng em nó chỉ là có gậy nhau giận nhau ở nhà không ai biết trơn á. À. Về phòng thì mới đường ai nấy đi thôi. Nghĩa nghe số ăn cơm là nắm tay dung dăng dẻ. Dạ, à, vừa ăn thường. Xong bước về phòng cái là đường ai nấy đi. Có gì không? Cũng không đến mức độ đó, nhưng mà nói chung là... Nhưng mà anh hỏi nè, có chiến tranh lạnh không? Dạ có, em là thường xuyên chiến tranh lạnh. Cái thời gian chiến tranh lạnh là nó dài không? Dạ dài nhất là khoảng tuần. Cái thời điểm mà dài nhất đó là lúc mới cưới về. Em có bầu, báo với ảnh là anh ơi em có bầu. Anh ơi, sợ. Như kỳ cha nội. Dạ không, tại có cái lý do. Giờ em mới thử tuần trước thì không có. Mấy tuần này thử có thì em tưởng đâu giỡn, tại vì đã thử qua rồi. Ơi, dạ. Cô xào. Dạ em nói một xào. Một chữ một thôi, xào. Em giống rồi, như sao? Là bị tạt cái lạnh như mặt vậy đó. Rồi, cho giận. Nên là em lúc đó em giận, nhưng mà em cũng nói lại. Ừ đúng rồi, vậy chắc tôi có bầu với thằng khác. Có lẽ người ép quá. Dạ. Dạ. Cho nên là ông này ông giận ngược lại em. Rồi. Thế là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. Là chiến tranh lạnh khoảng một tuần. Ê, cái chiến tranh lạnh của em là như thế nào? Không có nói chuyện với nhau, nhưng mà giống như trước mặt người lớn là ngọt ngào. Nhưng mà để chị hỏi cho. Rồi lúc mà còn hai đứa ở trong phòng thôi thì mạnh thằng nào thằng đó ngủ hả? Dạ đúng. Dạ đúng rồi, đứa nào đứa đó ôm điện thoại chơi vậy đó. Thiệt luôn á hả? Thấy mà em thì không sao, ông này dạ, thì ngủ em ôm cái ôm không ạ. Nhưng mà có chịu không? Nhưng mà sâu qua thời gian á thì mình vợ mình nói thì nói, nhưng mà mình thương thì mình vẫn thương. Cho nên là em vẫn chủ động em nói trước chuyện trước. Tức là em là cái người quầy dạ. Trước là em khều trước đó phải không? Dạ, đúng rồi. Chứ chịu gì nổi ông nội. Chứ lạnh, trời chứ lạnh ngắt mà sao được. À. Ông làm bộ lấy lý do tại vợ mình thương. Thực sự tại chịu không nổi. Lạnh là à. Phụ nữ tụi tôi là cả năm hai năm cũng được, mà đàn ông là chừng một ngày hai ngày là khều đúng không? Có anh không biết anh? Bữa Linh tâm sự với chị mới biết. Các bà này mới giật mặt anh hoài đó. Rồi bây giờ này hỏi nè. Cưới nhà về rồi ở chung nhà như vậy đó thì cái tật xấu của anh ấy là cái gì? Anh có một cái tật là không phải là tật nữa mà giống như cái tính cả nể, cho nên đôi khi ôm đờm hết tất cả những cái thiệt thòi cho mình. Tức là đối với người ngoài hay là đối với người trong gia đình? Đối với người trong gia đình hay đối với bạn bè, đồng nghiệp gì cũng vậy. Đều như nói vậy. Chung là cái tính cả nể của anh rất là lớn, ai nhờ gì anh cũng làm hết trơn á. Không, xin số điện thoại đi. Không có biết từ chối ai hết. Ừ, nói chung là cái con gì? Người không biết từ chối, nhờ từ cái chối. Gì là làm liền. Ủa, anh nãy nói nhờ kinh doanh không? Ừ. Để giúp anh nhờ giờ mấy chuyện nghe. Rồi có một cái tính cả nể thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Vợ em thì không có gì để em chơi hết trơn á. Chỉ có một cái là hay giận thôi. Giận thì không nói chuyện. Mà đôi khi có những cái giận em không biết lý do tại sao giận. Tức là hay giận hờn đúng không? Đối với ảnh là đôi khi em giận vô lý, nhưng mà mình phải có lý mình mới giận. Giận vô vơ. Dạ đúng vơ. Rồi vậy giờ em muốn vợ em thay đổi chuyện đó không? Em cũng không biết có nên thay đổi hay không nữa. Tại vì vợ em nói là có lý. Tại vì mỗi người có cái cảm nhận riêng, cũng như em đi đá banh thì em nói là 4 giờ em về, anh về. Mà đôi khi cái sân banh thì mình đá hay là cái thời gian di chuyển nữa nó không nói được. Cái 5 giờ mới về. Là cũng giận. Rồi. Có nghĩa là bớt giận hờn vu vơ đi. Còn nếu như em không muốn chồng em hiểu là vu vơ thì em phải nói thật. Thật lý do tại đó. Sao em giận. Còn em muốn chồng thay đổi gì nè? Thì em chỉ muốn ảnh là phải học
cái nghệ thuật từ chối, nghĩa là đừng có quá cả nể rồi ôm thiệt vô mình rồi. Là em chỉ muốn như vậy thôi. Thực ra là tụi em là một cặp gọi là quá là hoàn hảo rồi. Những cái điều mà vợ em muốn em thay đổi chỉ là để tốt cho em thôi. Em đừng có bỏ cái tính cả nể đó, nhưng mà em phải biết dừng lại, chọn lọc, chọn lọc và ở cái thời điểm nào là tốt nhất đó. Còn vợ thì cái việc mà vợ hay giận hờn này kia cái nọ đó, đúng không? Thì nếu mà vợ đã nói như vậy rồi thì đâu phải vu vơ nữa, mà nó phải có lý do chứ. Cho nên là không biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc. Ok. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Chào hai em. Cô dâu ấn tượng quá nghe. Cởi cái cúc áo ra ngồi cho nó thoải mái cực nha. Cảm ơn. Rồi. Wow, nhìn quá ấn tượng luôn. Ấn tượng ha. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Không, đằng trước. Chắc không, quay lại. Đó, chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah, ôi cưng quá coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ, tại vì từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này á là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó, đi xăm liền ngày. Xăm liền luôn. Ê nói nghe nè, anh hỏi trước khi vô câu chuyện nha. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi. Tattoo chứ. Đúng không? Tattoo. Tattoo chứ tattoo gì? Ai biết mình đọc là tattoo mà. Tattoo. Tattoo á. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Nhìn cứng cỏi, nhìn bạn này rắn rỏi cứng cỏi quá. Mồi đó. So với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Ồ đúng rồi đó, hơi lớn hơn với số tuổi, tại vì 26 là non nớt lắm. Cái trẻ quá, trẻ là em non nớt sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy? Đó. Rồi, còn em. Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. Hai mươi ba tuổi hả? Trời sao hai đứa đến học nhỏ xíu vậy trời. Dạ tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi, 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Trọn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời ơi. Rồi. Như vậy là về chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn cứ là bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó. Đúng rồi. Nhấp nha nhấp nhỏ mà đâu có đi du lịch được đúng không? Dạ. Bị kẹt cứng hết luôn đúng không? Rồi bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau. Dạ thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em ăn uống lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ, đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi như là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á, là nó không có biết cái gì luôn á. Là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để phải một chút mình hỏi vô đó. Đó. Đó, nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong hay là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái, bạn thân.
Thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình hết. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên được. Là vì thương bạn mà đi. Dạ, vì đúng thương không? Bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Bây giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Rồi xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó, rất là nhìn rap. Hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Đúng không? Cái dạ, tâm hồn em là EDM. EDM, trời ơi, dữ luôn á nha. Dữ lắm á. À, rồi đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show rồi đi về lẹ thôi chứ mình rồi. Không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ, lúc mà hết show em ra khỏi cửa, em đứng đó em chờ bạn. Cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Tự nhiên lúc đó đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì đó. Khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ không phải vì bạn này. Dạ. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng dạ. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng chưa, không? Dạ, chưa, lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ. Thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em. Thì đó tại sao em lại để ý? Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Dạ. Tại sao thấy... không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. À sao? Là do make up đậm hả? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như lại, mình dây hay là trắng trẻo? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mỉm một xíu. Mũm mỉm. Dạ. Mũm mỉm hơn bây giờ không? À không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó gu của em là mũm mỉm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được, chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ, kiểu xấu lạ. À, xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi đúng không hả? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. Ồ, 70kg rồi, dữ lắm á nha. Dạ. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy ra, bắt đầu là nói chuyện sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để thì mà lúc, đi lúc đến mà... đến cái kết luận này là vợ chồng đây. Dạ. Thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à, ốc là thường là cay không à. Dạ. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi, cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy, chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cay rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ảnh dơ đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. À, liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè, em ăn đi hết cay rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao? Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi rap mà sao tánh kỳ. Đâu chơi rap đâu, chỉnh âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Dạ. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không mà ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Yeah. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Đi đây nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi, rồi tiếp. Dạ. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những hình ảnh cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác.
chơi đầu mộ. Trong khi đó thì em thì sao anh? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em cũng còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ, các bạn chở em bèo về nhà luôn, bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này, tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp không có chật nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm, em cũng hỏi, tìm Facebook luôn, em tìm Facebook của bạn chồng nghĩa là cả hai về là tìm liền đúng không? Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác, ông này thả tương tác mà nhưng mà có vô fan của này không? Chưa tương tác thôi, thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không, thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm mới được á. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại, cái bấm play bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó mà em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiến giùm tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn nó mới chửi vào mặt em một câu, mày có bị khùng không, nhóm người ta mặc áo khoác nhóm ai cũng mặc như ai hết á, rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính, rồi mày tìm ai? Nó chửi vào mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có bao quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, chấp nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ người kia kiểu. Là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ cách 2 ngày. Lâu quá chị, 4-5 tiếng quá. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Có nghĩa là ông này tương tác trước nhưng mà người add fan lại là cô này. Rồi sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều đúng không? Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng Đồng Nai á. Cái chồng em bảo là em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày cái vậy thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á, cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè, cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á.
em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to, các kiểu. Sao sau đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong mà cái cũng anh nè. Xong mà em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao em lạ vậy ta? Sao chị em bữa đó em có uống bia sao mà em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại em đi mặc, anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Cho nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau. Người nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao? Chà cũng lâu quá chị ơi, lâu. Lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không, bởi vì em còn nhỏ tuổi quá. Thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả không nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây rồi, còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết. Em vẫn còn đang giấu. Dạ tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á. Cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nói là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà hình như là 2 tháng không thì có sinh nhật anh. Sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Tại nít mà, nít mà yêu đương gì? Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về rồi mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là đây là lựa chọn con, cho nên là con kiểu cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận, cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không? Hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài. Cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng về sống chung á, thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn, cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh, cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống về chung với nhau sống là chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau đúng không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhưng nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng. Là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung,
xong rồi cái ăn trong buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Có bầu luôn xong rồi là bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao, mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai, của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là mẹ là ba của ba, em ba em dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Ủa, là ông là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm, 3 tháng là nhiều. Rồi những người đó bay không ai ưng hết đó, tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa, cho nên là bay không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng cho nên là bay em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Dạ. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Đừng mà có mẹ chạy có về không? Khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là dạ không? Còn mẹ có Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó thì em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay chia nha, tay đó là mạnh ai nó ở gì, cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Hai một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Dạ. Nó phải có một cái tác động gì đó. Dạ. Bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ, gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Dạ. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá, thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Vậy tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Tại sao kiếm chuyện với ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều quá cho nên là em rồi anh hiểu rồi chịu. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vậy em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vậy em không nghĩ là những thời gian trước đó là vậy em lại em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập, bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đó nói là không có được. Nó ra nó vô rồi đó. Dạ, đúng không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng, dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền cái tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán, em đổ hết quần áo bán rồi em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là để vui vẻ quá mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái càng điên nữa đúng không, còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kềm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa, em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi, coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô,
Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thế này, sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu nhìn mặt nó xinh dễ sợ. Em xăm á mà nhìn như sống thần động thái dễ sợ ha. Bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Ơi nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Dạ, thì tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Cũng xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mô cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Đó. Xong rồi cái ảnh công khai lại, công khai lại được đâu được một tháng cái đòi ra thằng nhỏ. Rồi, vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần vui đi, phần vui á. Vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Năm 2 năm rồi. 2 năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chị biết nè, cầm ràm vài cái cầm ràm đúng cầm rồi. Ràm cái đó là cầm ràm gì đoán đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lê mê dây thun. Dạ, đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình kiểu... phải chuẩn bị trước đó. Dạ dạ đó, thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu bây giờ. Còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hơn đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ đó, tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà, ngộ lắm. Nhưng mà cô ấy có ghen. Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng em. Ánh sáng có những tia sáng khó chịu á. Khó chịu nên nó không khai, cho nên anh mới hỏi em cái câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được hả? Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất không? Ghen động trời ạ. Không, vui thôi, vui thôi. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, thôi mình giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều? Tại nãy em nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người hồi quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi, này kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "A anh Chí hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi. Trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Rồi em kiểu
gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên như kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát, nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa, cho nên là tụi em cũng chả có gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui á, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ thì em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết. Không biết, không có gì hết. Gì anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó không? Trời vậy em bị bệnh luôn á. Sao đâu kể chứ. Lâu lâu khẽ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay về ăn cơm với em. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì không, anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, như là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Còn giờ cưới xong mà đúng ngủ rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó là mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Chồng đâu rồi đó. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, anh gọi là kiếm ra tiền, là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn một cục bộ. Dạ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được rồi, đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà. Ông là... Vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng, thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym, không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Là ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đầu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn, cái thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay gì? Rồi sao rồi? Cái cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok mua được thì em được mà em mua. Là còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người bây ta... Bây giờ mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì... Em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu. Chỉ có mấy cái mà đừng có... Sao ta? Em không có diễn tả sao hết. Nhưng mà đôi lúc chồng em cứ lầm quá mọi thứ lên. Kiểu như là tự biên, tự dĩ, xong rồi tự đau lòng. Tự biên, tự dĩ, tự đau lòng. Cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia. Nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia, kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình.
cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu rồi nha. Dạ, giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại bà tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy, tự trách tự đau buồn. Hiểu rồi, nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thôi, kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cưng mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và nhận lỗi của bản thân mình, vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em, chứ gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây ngồi nghe, lỗi của ba, lỗi của mẹ, không, lỗi của mẹ, thằng nhỏ bí luôn. Rồi nói chung là sao ta, hai đứa đều có một cái cần phải sửa, là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao. Cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực đúng không? Đúng. Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Dạ, chứ không phải là riêng gì đất nước mình.